Hello, xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trở Lại Vlog. Và hôm nay mình tiếp tục cái series mở hộp từ Lazada. Và tiếp theo đó chính là cái lô thứ hai của các cái sản phẩm không đồng trong cái chương trình cách mạng mua sắm của Lazada vào cái hôm 11 tháng 11 vừa qua. Và ngay bây giờ mình sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa. Đây chính là các sản phẩm. Thực ra thì lần này cũng ít thôi. Mình cũng không nghĩ là rằng có thêm các cái sản phẩm nữa. Tại vì cái đợt mà mình đặt cái những cái sản phẩm này thì mình chỉ đặt khoảng 10-10 món thôi. Thì cũng bị báo hủy khá là nhiều. Những cái tin nhắn báo hủy từ Lazada rất là nhiều. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay, tức là cái thời điểm ngày hôm nay, tức là ngày 14 tháng 11 năm 2017, thì vẫn nhận được thêm các cái sản phẩm nữa từ Lazada. Thì tất nhiên Lazada gửi thì mình phải nhận thôi, không lại phí công của các anh shipper giao hàng đến rồi lại giao về và không vận đơn thành công và không được tiền chiết khấu từ giao hàng. Và bây giờ mình sẽ mở các cái sản phẩm này. Các bạn lưu ý nhá, đây tất cả các sản phẩm này là các sản phẩm không đồng. Ok, chắc là mở phong bì trước. Sản phẩm đầu tiên chính là miếng chống dán bức xạ cũng không đồng này. Ok, không biết cái miếng này là miếng méo gì đây, thì chúng ta xem nó như nào. Cũng từ hôm mà mình đặt, mình nhớ cái sản phẩm mình đặt là từ hôm mùng 10 tháng 11, thì hôm nay là mùng 4 rồi, à 14 thì cũng là 4 hôm rồi, thì cũng không thể trách Lazada giao hàng muộn được. Tại vì như các bạn biết đấy, thì quá nhiều đơn hàng luôn. Chương trình nó chạy cái chương trình đấy rất nhiều các bác ở trên các cái shop như là săn má giá rẻ này, săn voucher này, Lazada cùng bạn này, đồng hành cùng Lazada, rất nhiều các bác đặt hàng mấy vạn đơn thì không biết là Lazada vận chuyển cái gì. Đây, cắt phát ra luôn này. Ok, đây chính là cái miếng méo gì đây, miếng dán chống bức xạ. Cái này cái sản phẩm đầu tiên mình nghe thấy, nhìn nó như một cái thẻ cạc điện thoại ấy. Tiền dùng nhau hết này, bi xeo gì đây, mình chưa biết dùng cái miếng này như nào đâu, xem nhá. Bi xeo, cái này thì tác dụng méo gì nhỉ, bóc ra kiểu gì. Cái này dán chắc là cho đẹp tem phiếu chứ. Xem nào, sờ nó sần sần. Design từ Úc này, bóc ra dán à, không biết dùng cái này luôn. Sản phẩm rất là lạ. Sản phẩm này hiện đang bán ở trên Lazada là khoảng dưới 10-11k các bạn nhé. Mình không nhớ shop nào đâu, nhưng mà giá nó khoảng 11k thì được 10 miếng luôn này. Không biết dán có tác dụng gì không, tại vì mình nhớ là để chống cái bức xạ cho điện thoại nó chỉ thực ra là về tác dụng vật lý thì hầu như là không giảm được, trừ khi là ở một số cái thiết bị điện tử ấy, thì nó sẽ có dùng cái lõi Fairlit để khử từ thôi, chứ còn chống thì hầu như là không chống được, vì tác dụng của sóng điện tử nó đâm xuyên mà. Ok, sản phẩm đầu tiên mình một cái thẻ cào. Cái này chắc là mình sẽ làm cái review sau, nhưng mình không biết dùng cái này. Sản phẩm gì đây, tiếp theo một cái sản phẩm nữa. Thế nào, các bạn nhìn được không? Để lâu quá. Bộ bút bi ma thuật sáng được. Đây rồi, nét đây rồi. Bút bi ma thuật viết xong xóa được. Cái này có vẻ hay đấy. Cái lô hàng này có vẻ những cái sản phẩm hay hơn cái lần trước toàn rác các bạn. Mình thấy rất nhiều anh em chửi là sao chúng mày đặt toàn rác về. Thực ra mình đặt những cái này về để chủ yếu là làm clip để review cho các bạn, vì có những cái sản phẩm rất là lạ, rất là hay. Nhiều khi là tiền nó là cũng chỉ là một phần thôi. Và nhất là ở Việt Nam cái tâm lý mua hàng không đồng thì ai cũng thích cả. Đang yên vào được quà thì ai chẳng thích đúng không các bạn? Không biết sạch ra thế nào đây. Mình sẽ sạch những phần này. Cái này giống phong bì thư. Sai rồi. Quen mở hộp hơn nhưng sạch phong bì cũng quen lắm. Đây rồi, đã ra được sản phẩm đây rồi. Đây chính là một cái bức bi thiên long.
À, viết xong xóa được, không biết để làm gì nhỉ? Mình sẽ cần một tờ giấy, mình viết thử cái này. Mãi còn chưa bóc được luôn này. Bút đi, viết xong xóa đi. Này chắc có khi phải làm một cái review để đánh giá. Đây, đây chính là cái sản phẩm bút bi viết xong xóa được từ Lazada. Adomayvay. À đâu? Adomay. Đấy, bút đây. Cái này cũng giá là 11k để mình thử nhá. Đây à, kiếm được một cái tờ giấy khổ đẹp lắm thôi. Viết xong xóa được, viết xóa. Đây, cái đầu chắc là đầu xóa của nó. Viết thử nhá, Lazada. Bút mực nước các bạn. Đây chính là mình viết xong chữ Lazada này, mình tẩy xem nào. Không biết tẩy kiểu gì luôn. Đâu nên như không phải đâu tẩy rồi. À đây tẩy được đây. Wow, kỳ diệu. Quá kỳ diệu luôn. Như vậy là mình đã tẩy xong được chữ Lazada trên này. Một cái sản phẩm rất là đáng giá với giá 11k 0 đồng. Nó 11k cho vui thì giá là 0 đồng. Viết xong xóa được, rất là kỳ dị luôn. Một sản phẩm đã nên mua. Tiếp theo, một cái sản phẩm nữa. Các bạn có thể thấy đây là cái sản phẩm đèn LED cổng USB. Cái này mình thấy hầu như anh em nào cũng đều mua cái này cả nên mình cũng mua thôi. Mình sẽ ra cái này ra. Ôi trời ơi, dành đúng một kiểu rồi. Đúng là chuyên gia mở hộp đến chuyên gia mở thư thì quá là khó luôn. Đây một chiếc hút. Mình thấy nhiều anh em mua là mua một mười mua một sản phẩm này chỉ được 3 cái thôi. Mình tốt nhất mình tiết kiệm ra mình chỉ mua một cái 10k đấy. Cái này để thử luôn nhá. Đây là sản phẩm LED cắm cổng USB LED siêu sáng ấy. Nhìn nhựa thì cũng khá là sần sùi và trông chất lượng khá là kém. Phủ đen xì luôn. Đây mình thử luôn nhá, mình đang có một cái cổng cắm USB ở đây. Wow, sáng phết. Nhìn như đèn ô tô. Được, một sản phẩm 10k được. Tiếp theo, một cái này thì mình không nhận được từ Lazada Express mà nhận được từ MS, tức là Vietnam Post. Sản phẩm này được chuyển từ Hà Giang, từ một cái shop từ Hà Giang các bạn ạ. Chứ không phải nhiều khi shop ở Lazada ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh đâu, có cả shop ở Hà Giang, Ninh Bình các thứ cơ. Bạn này bạn đóng gói khá là tốt này. Wow, một cái túi màu hồng rất là cute. Rất là cute. Ok, mất mình cũng cho bạn xem là sản phẩm gì đâu. Sản phẩm này đó chính là được phép kiểm tra. À nhầm. Sorry các bạn. Dây quấn chống đứt bảo vệ cáp sạc. Cái này cũng 10k rồi này. À quên mất là 0 đồng. Chính xác là 0 đồng. Cứ 11k. Cái lôi là 0 đồng hết mà. Thì các bạn xem có thể có gì nên mua thì mua về chủ yếu để trải nghiệm thôi. Các bạn để mua về kinh doanh buôn bán thì không nên. Buôn bán thì những cái này nó quá nhỏ lẻ rồi. Chỉ có mua về làm clip cho các bạn xem. Ok, được rồi. Ui dồi ôi, bạn này bạn đang cẩn thận các bạn ơi. Bạn trong bạn đang làm cả phiếu nữa này. Chắc là shop của con gái. Bạn nữ bạn đang biết cẩn thận chứ nhiều bác shop ẩu cực kỳ luôn. Hàng còn không bọc chống sốc biết cái thứ gì. Sao một cục vứt vào mặt người ta như là xỉ nhục người bán hàng vậy. À như người mua hàng vậy. Đây. Wow, bạn đóng rất là tốt. Cái này, shop này. Đây là chính là cái sợi dây. Cái này mình sẽ lồng cái cáp tai nghe qua ấy. Và mình sẽ cắt cái cố định. Đây được hai sợi cơ à. Wow. Cái dây này giống kiểu dây bút bi nhỉ. 3 sợi các bạn ạ. 10.000 3 sợi. À, 0 đồng 3 sợi. Cái này hay đấy, mình sẽ đang cần cái để gia cố cho cái tai nghe hoặc là cáp sạc. Cái này rất là tốt. Cảm ơn, ok. Xin cảm ơn bạn shop, bạn ở đâu đây? Bạn Hà Linh Store nhá. Địa chỉ số 121 đường Trần Duy
Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Bán rất cẩn thận. Tiếp theo một cái hộp nữa, một cái túi màu vàng rất là đẹp mắt. Bật luôn cho các bạn xem. Như vậy là có 6 sản phẩm thôi. Mình không biết tối nó có chỉ thêm không thì không biết, nhưng mà cái này là cái gì đây? Quên mất là không xem trước. Sản phẩm chính là Joystick Spling Mini hỗ trợ chơi game cho iPhone, iPad, smartphone. Một miếng dán. À, cái này tức là để như này này. Đấy nha các bạn, có một cái chiếc điện thoại smartphone như này. Smartphone cùi thôi. Con này là cái con backup của mình. Mình sẽ bắt này ra nhé. Cái này không có cái gì cả đây. Đây chính là cái sản phẩm nút joystick. Cái này để thay cái nút gamepad. Bạn có thể cắm vào đây này. Mình cũng méo biết dùng như nào cơ. Như nào vậy? Ơ, không biết dùng. Đây chắc là cố định như này. Sao có một nút gì của gì? Đây nhá. Mình sẽ dùng cái này. Cái này nó là cái cảm. Nó có một cái nút chỉ đây thì mình sẽ dùng cái nút này để điều khiển quận sang trái sang phải đấy. Cái này phải có hai nút chứ nhỉ, một nút thì sao dùng được. Rút lên trái xuống này. Nó như kiểu cần gạt của cái Game Pass PlayStation hoặc là cái Xbox 360. Trái phải trái lên. Xuống chéo cái lùi A đấy, kiểu con bộ phim đấy. Ok. Xong một cái sản phẩm. Và cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay, một chiếc hộp rất kỳ bí. Đây chính là cái gì đây? Mình cũng không biết, tôi bóc luôn nhá. Cái này cũng không đồng mà. Mình sẽ không bóc cái phần này tại trường hợp cái đổi hàng thứ mình sẽ để cẩn thận ý. Nó thói quen hoàng của Lazada rồi. Chúng ta không đồng thì cũng chả đổi trả gì đâu. Phí công người ta ra. Ôi trong này có cái gì đây? Sản phẩm rất bé các bạn ạ, không biết là cái gì luôn. Mình không nhớ là cái này là cái gì. Ồ, cái gì đây? Cái này như kiểu cái chân cắm vào chip pop. Sao lại có cái sản phẩm này nhỉ? À, cái này nó chính là cái để mình cắm vào GoPro. Ví dụ GoPro đấy, các mình sẽ đặt cái này cố định vào chân chip pop này. Còn cái này mình sẽ gá để chân quay. Hiện tại mình sắp tới mình sẽ mua một cái camera hành động đi. Mình cần của cái này. Thế ra là mua nó cho sẵn, không biết sao mình đặt cái này cũng không nhớ. Ok. Trên đây là cái phần review nhanh các cái sản phẩm giá không đồng từ Lazada. Thì mình cũng trả lời luôn các bạn là cách thức như nào. Thì hiện nay thì cách mạng mua sắm của Lazada đã kết thúc từ 11 tháng 1. Cách đây tức là 3-4 hôm rồi. Nên các bạn muốn đặt những cái sản phẩm không đồng này thì chắc có vẻ phải chờ đến cách mạng mua sắm lần sau của Lazada, đó là cụ thể nó vào ngày 12 tháng 12 năm nay. Thì sắp tới thì nếu có điều kiện mình sẽ làm thêm các cái clip review khác các sản phẩm từ Lazada, thì các bạn mong các bạn ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.